Từ quay.
Để làm gì vậy? Cá thì sao cá không? Vậy đó để làm gì vậy? Thì dĩa cho hỏi xương. Mà để ăn món gì? Uống xèo. Ủa bánh xèo với cá hả? Ở bánh xèo với tôm mực. Đó tôm mực cả. Biết tỉnh đâu. Có cần mới thấy nó. Ai bánh xong không phải không? Tiếp này. Còn lên nữa. Sao vậy? Ngon đây. Đâu có đúng tình hình. Cái này hai ơi. Cái sống không? Ai cũng giá chứ. Ủy. Là quá. Ôi, người ta đi ngang qua. Vô bà. Ngon không? Cho cảm nhận. Ngon nha mọi người nha. Nguyễn này nó là cho mày lên luôn đây mà cho mày nha. Rồi ta cắn ăn đi. Cắn ăn đi, nhìn cho nó hoành tráng nè. Nè, tí hồi vô mấy dĩa nữa cầm. Nước mắm vô phải mắm nhiều nè. Mà cho anh mắm nhiều một xíu nước tí thì luôn. Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh khá oi bức, có nơi nhiệt độ lên đến 43 độ C.